Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Bạc Liêu quen tôi. Hôm nay là ngày rằm nha các bạn, ngày 21 tháng 9 năm 2021, cũng là Tết Trung Thu năm 2021. Thì là đầu tiên mình xin gửi đến tất cả mọi người có một cái đêm đón Tết Trung Thu thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Chúc cho các em nhỏ luôn luôn khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn và học tập tốt. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn hình ảnh về không khí đón Tết Trung Thu của người dân Bạc Liêu trên các tuyến phố. Hiện tại mình đang ở ngoài đường và thời gian là 19:15. Thì mình sẽ đi vòng vòng các tuyến đường để có thể chia sẻ được không khí đón Tết Trung Thu của người dân Bạc Liêu. Thì rất mong các bạn cùng theo dõi. Và nhớ nếu có ra đường thì phải thực hiện tốt phòng chống dịch các bạn, áp dụng biện pháp 5K và hạn chế tụ tập những nơi đông người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mời các bạn cùng xem hành trình của mình nha.